Ngày 15 tháng 7, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ xuất hiện tại sân bay. Nữ diễn viên thu hút với vẻ ngoài gợi cảm, trong chiếc áo cổ yếm cách điệu, khoe khéo xương lưng cánh bướm. Tuy nhiên, ngay khi phát hiện ra nữ diễn viên An Lạc Truyện, rất nhiều người qua đường đã đổ xô tới chỗ nữ diễn viên để chụp ảnh ghi hình, tạo nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Qua một đoạn video được đăng tải sau đó trên Weibo, nhiều người tinh ý phát hiện ra có ai đó nhân lúc đông người đã giơ tay đụng chạm phần lưng của Địch Lệ Nhiệt Ba. Hành động này ngay lập tức đã gây ra một cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội Weibo, trong khi phần đông cho rằng đây là hành vi thiếu tôn trọng và quấy rối nữ diễn viên. Một số lại cho rằng việc vô ý động chạm lúc đông người là hoàn toàn hiểu được. Cạn lời trước hành vi quấy rối người khác. Dù người đưa tay là nam hay nữ, đụng chạm người khác là sai rồi, có biết giới hạn là gì không? Người ta thích mặc gì thì mặc, giơ tay ra làm gì? Chẳng có gì đáng khiển trách cả, nam minh tinh còn bị fan nữ cưỡng hôn cái kia. Thậm chí một số người còn đổ tội vì Địch Lệ Nhiệt Ba ăn mặc hở hang nên mới kích động người qua đường làm vậy. Cố ý ăn mặc như thế tại nơi công cộng, chứng tỏ cô ta không để ý. Thật không hiểu, ra sân bay cần mặc nghiêm túc thì chị lại mặc áo hở lưng, còn trách người ta đụng chạm. Sân bay nhiều người chen chúc như vậy, va phải chẳng phải rất bình thường sao? Có nguồn tin cho rằng, phía Địch Lệ Nhiệt Ba cho biết sẽ tăng cường các biện pháp an ninh để đảm bảo sự an toàn cho nữ diễn viên. Tuy nhiên, vụ việc của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều người cho rằng, phía công ty quản lý của các nghệ sĩ cũng như các cơ quan chức năng cần kiểm soát chặt chẽ hơn nữa những nơi công cộng để ngăn chặn những vụ việc tương tự tái diễn. Đồng thời kêu gọi công chúng cần tuân thủ các quy định của pháp luật và đạo đức, duy trì an ninh trật tự xã hội khi theo đuổi thần tượng của họ. Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy chia sẻ cùng Dương Số biết nhé!